ngày mới trên những vuông tôm càng xanh vùng biệt thứ tỉnh Kiên Giang. Những nhân công này đã đến đây khi trời vừa hửng nắng, ăn vội bữa sáng rồi tất cả cùng vào việc. Ở đây có tổng cộng gần 40 người, hơn một nửa là đi làm dần công. Dần công nói nôm na là đổi sức lao động cho nhau, luân phiên và xoay vòng trong xóm. Cũng như anh em mình gần vuông nhau đó, thì bắt qua bắt lại thì nó đỡ cái tiền mướn được cái chi phí đó một số. Người làm thuê được hơn 150.000 đồng mỗi ngày, còn người đi dần công không hề có thù lao. Vậy nhưng không ai lánh nặng tìm nhẹ, cũng chẳng ai so bì kể công, bởi đây là cách làm của tình làng nghĩa xóm, tối lửa tắt đèn. Chào huynh đệ không mà giờ sớm làng với nhau không mà mình tiếp qua tiếp lại vậy đó. Tình nghĩa sớm gần vui với nhau vậy nè. Bà con chúng mình cũng chúng lay theo chứ, mừng vui lắm. Giảm được một đồng chi phí là tăng được một đồng lợi nhuận. Dù cuộc sống có phát triển, giá cả thị trường có biến động, làm dần công vẫn ổn định với chi phí không đồng. Nhờ vậy mà dần công vẫn còn được chuộng. Tuy chỉ nói suông hứa miệng với nhau mà luôn chắc như đinh đóng cột.